Minh Vy chào mừng quý vị đang đến với bản tin FPNC ngày 13 tháng 9 năm 2016. Trong phần đầu của bản tin kỳ này, Minh Vy xin gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. Dự báo năm 2020, Việt Nam sẽ dẫn đầu thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Thủ tướng Trung Quốc khẳng định không đối đầu với Việt Nam trên Biển Đông. Trong chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày đến Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm quan trọng với người đồng cấp của nước này, Thủ tướng Lý Khắc Cường. Tại buổi nói chuyện, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc không đối đầu với Việt Nam hay các quốc gia có liên quan về vấn đề Biển Đông. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại tòa nhà Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc đánh giá cao tiềm năng phát triển của Biển Đông, bởi đây là tuyến đường biển quan trọng với giá trị giao thương hàng hóa mỗi năm lên đến 5.000 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, ông Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc không có tư tưởng đối đầu với Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia hay Đài Loan trên Biển Đông. Tuy nhiên, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, đây là một trong những phát biểu hiếm hoi của lãnh đạo Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông trong cuộc hội đàm. Cũng trong khuôn khổ cuộc gặp, lãnh đạo hai nước Việt Nam Trung Quốc đã dành thời gian thảo luận về mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người đồng cấp Lý Khắc Cường cũng đã chứng kiến nghi thức ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục và du lịch. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được phía lãnh đạo Trung Quốc chào đón trọng thể trước khi bắt đầu chuyến thăm kéo dài từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kể từ khi đắc cử hồi tháng 4 năm nay, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước đã được thiết lập từ ngày 18 tháng 1 năm 1950. Thưa quý vị, tờ Japan Times của Nhật từ ngày 12 tháng 9 đưa tin Bộ Y tế nước này vừa công bố thông tin một phụ nữ Việt Nam được xác nhận nhiễm virus Zika tại Tokyo. Đây là ca nhiễm Zika thứ 11 tại Nhật Bản kể từ khi nước này phát hiện trường hợp bệnh đầu tiên vào năm 2013. Tuy nhiên, không ai trong số này bị nhiễm Zika tại Nhật. Bệnh nhân nữ vừa được phát hiện nhiễm Zika năm nay 40 tuổi và được cho là đã nhiễm bệnh do muỗi đốt tại Việt Nam. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết bệnh nhân có triệu chứng đau đầu và phát ban khắp cơ thể từ ngày 5 tháng 9 trước khi đến Nhật Bản vào ngày thứ Năm vừa rồi. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn trước khi bay về Việt Nam. Tính từ năm 2007, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ghi nhận sự lây lan của virus Zika trên 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có đến 55 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận những ca bệnh đầu tiên từ năm ngoái. Riêng tại Đông Nam Á, những quốc gia có khả năng nhiễm virus Zika cao nhất là Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Zika là loại virus gây teo đầu nhỏ và đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ sơ sinh. Xin được chuyển sang những thông tin tiếp theo. Theo một công bố mới đây của hãng nghiên cứu Frost & Sullivan, với tiềm năng và tốc độ tăng trưởng như hiện nay, Việt Nam sẽ trở thành thị trường thương mại điện tử lớn nhất khu vực Đông Nam Á vào năm 2020. Theo báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2015, giá trị mua hàng trực tuyến của một người Việt trong năm 2015 ước tính là 160 đô la Mỹ. Theo đó, doanh thu từ thương mại điện tử bán lẻ cũng ước đạt hơn 4 tỷ đô la. Trong khi đó, ở một nghiên cứu của Frost & Sullivan tại 6 thị trường thương mại điện tử chính trong ASEAN, gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, thì doanh thu từ thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng trong ASEAN có thể tăng với tốc độ là 17,7% mỗi năm, tức có thể đạt trên 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Hãng này cũng dự đoán là với đà tăng trưởng như trên, thì Việt Nam sẽ dẫn đầu thị trường thương mại điện tử lớn nhất khu vực Đông Nam Á vào năm 2020. Thưa quý vị, trong chuyên mục con số mỗi ngày kỳ này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 600. Đây là số cơ sở kinh doanh vàng không đạt tiêu chuẩn trên phạm vi cả nước bị kiểm tra và xử lý trong hai năm 2015-2016 theo công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cụ thể, trong năm 2015, qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ trên phạm vi cả nước, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 400 cơ sở vi phạm. Sang năm 2016, tính đến hết ngày 23 tháng 8, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện gần 190 cơ sở vi phạm, xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu tập trung vào các loại vàng trang sức mỹ nghệ, với các sai phạm về quy định đo lường, sử dụng cân vàng không kiểm định, không đạt yêu cầu về đo lường, hàm lượng vàng không đạt theo tiêu chuẩn công bố. Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định hiện sản xuất, nhập khẩu vàng trang sức mỹ nghệ không được kiểm soát về chất lượng. Đây là nguyên nhân chính khiến cho vàng trang sức không đủ tuổi, không đảm bảo chất lượng tràn lan trên thị trường. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý trong nước. Ở phần tiếp theo của bản tin FPNC tối nay, xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý tại châu Á. Tập đoàn mẹ Hanjin chi hàng chục triệu đô la giúp tàu đang mắc kẹt ở Úc. Lũ lụt gây thiệt hại nặng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.